Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 10 tiến hành kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 trong năm 2023. Bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều chủ tọa kỳ họp. Đến dự có Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc. Kỳ họp thứ 12 nhằm xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng có tính cấp thiết về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả đúng quy định. Đó là các vấn đề thuộc năm nhóm lĩnh vực về tài chính, ngân sách, đầu tư công, nông nghiệp, đất đai và quy hoạch xây dựng. Thường trực hội đồng nhân tỉnh đề nghị chống dị đại biểu hội đồng nhân tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, kỹ lưỡng và thảo luận thẳng thắn và có nhiều ý kiến đóng góp, bám sát vào các quy định của pháp luật, chủ trương của ban thường vụ tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, phân tích, xem xét kỹ về tính khả thi, hiệu quả và bước độ sát hợp với thực và phù hợp với các quy định để quyết sách của hội đồng nhân dân tỉnh thực sự đồng hành và hỗ trợ toàn điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vì lợi chung của tỉnh Long An chúng ta. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện quy trình công tác nhân sự làm miễn nhiệm và bầu bổ sung quỹ viên Quỹ ban Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong phiên thảo luận tổ về gián luật bảo hiểm xã hội sửa đổi vào chiều qua, nhiều đại biểu của tổ số 7 gồm 4 đoàn đại biểu Quốc hội Long An, Đắk Nông, Con Tâm và Thái Nguyên đã có những ý kiến đóng góp cho dự thảo lần này. Theo các đại biểu, cần nghiên cứu để có lộ trình áp dụng phù hợp để thực hiện các phương án về bảo hiểm xã hội một lần, tránh gây sốc về chính sách đối với người lao động. Có thể khiến người lao động ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định xã hội. Mặt khác, nhiều đại biểu cũng đã đề nghị cần có biện pháp chế tài xử lý răng đe các tổ chức cá nhân trốn đóng bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của công nhân, người lao động. Từ thực tiễn hiện nay là cái việc mà rút bảo hiểm xã hội một lần, nó nó đang xảy ra phổ biến và đặc biệt là ở các các tỉnh mà đồng bằng sông cửu long thì các các phương tiện thông tin của đại chúng cũng đã nói đó thì chúng tôi cũng thấy rằng từ thực tiễn đó có lẽ từ thực đó thì chúng ta cũng tìm ra cơ chế để làm sao giảm thiểu cái này để đảm bảo cái quyền lợi tốt nhất về tương lai cho cho người lao động Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này có một số nội dung lớn đáng chú ý như bổ sung trợ cấp hưu trí để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau thai sản đối với người lao động không chuyên trách ở xã phường thị trấn, bổ sung chế độ thai sản vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống còn 15 năm nhằm gia tăng số người được hưởng lương hưu. Thưa quý vị, những năm qua, công tác cán bộ nói chung, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý nói riêng, được cấp quỹ tỉnh và các cấp quỹ tổ chức đảng trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có đội ngũ cán bộ trẻ. Hiện nay, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý trẻ tuổi dưới 40 tuổi, chiếm trên 8,2%, trong khi tỷ lệ này của năm 2018 là 7%. Đối với cán bộ chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ trên 13%. Trong nhiệm kỳ tới 2025-2030, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi được quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh là 9 người, chiếm tỷ lệ 12,8% và cán bộ trẻ quy hoạch cấp ủy cấp huyện là 348 người, chiếm tỷ lệ trên 44%. Công tác cán bộ, trong đó có cán bộ trẻ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý, được chú trọng thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và định hướng phát triển của tỉnh, gắn với đổi mới, kiện toàn, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quỹ ban nhân dân quyền Bến Lức tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, chi cục thi hành án dân sự quyện thi hành xong hơn 1.500 việc đạt tỷ lệ trên 85%, so với chỉ tiêu tổng cục giao đã thực hiện dược 2%. Đối với thi hành án về tiền, chi cục đã thi hành xong trên 102 tỷ đồng, đạt gần 54% và dược chỉ tiêu tổng cục giao là 8%. Về công tác cưỡng chế thi hành án dân sự được tập trung thực hiện với 11 vụ việc cưỡng chế thành công. Dịp này, chi cục thi hành án dân sự tỉnh, ủy ban nhân dân quyện biểu dương khen thưởng 10 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tốt thực hiện đợt cao điểm tập trung thi hành án dân sự và trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn quyền năm 2023. Thưa quý vị, trong tháng 10 năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An cơ bản phục hồi và có bước phát triển hơn so với giới tháng trước. Tính chung chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2023 tăng 6,68% so với cùng kỳ. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao như sản xuất kim loại, hóa chất và sản phẩm hóa chất, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre nứa vân vân. Trên địa bàn tỉnh có 58 nhóm sản phẩm công nghiệp thì có đến 35 nhóm sản phẩm tăng so với cùng kỳ. Hiện các sở ngành địa phương trong tỉnh đang tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và chủ động tận dụng tối đa thời cơ, Long An đồng lòng cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong những tháng cuối năm 2023. Bí thư huyện ủy Tân Hưng, Nguyễn Thanh Tiệp cùng đoàn công tác của huyện đã có chuyến khảo sát dùng sản xuất lúa hữu cơ tại công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh. Theo công ty Hưng Thịnh, mô hình canh tác lúa hữu cơ được thử nghiệm trên 5 hecta giống lúa sử dụng là OM18 với lượng xạ 100 kg trên 1 hecta. Hiện lúa được 75 ngày tuổi và đang trong giai đoạn trổ. Về phân bón chỉ sử dụng phân bón hữu cơ và bón lót một lần duy nhất với khối lượng 1 tấn 1 hecta, không phun thuốc bảo vệ thực vật. Trà lúa đang phát triển tốt, năng suất ước đạt khoảng 5 tấn 1 hecta. Ngoài ra, công ty Hưng Thịnh còn có 70 hecta khác thực hiện theo mô hình này tại hợp tác xã 1 tháng 5, xã Vĩnh Châu A cho hợp tác xã 22 tháng 12, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng. Quỹ ban nhân dân huyện Tân Hưng vừa tổ chức trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho 5 gia đình có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Vĩnh Bửu, xã Dĩnh Đại, xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Châu A. Theo đó, mỗi căn nhà có diện tích từ 60 đến 100 mét vuông, kinh phí xây dựng từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi căn. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng hỗ trợ mỗi căn 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp thêm. Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, đến nay các căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Việc trao nhà tình nghĩa thể hiện được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như cộng đồng xã hội đối với các gia đình có công với đất nước. Thưa quý vị, hiện nay nhiều người khuyết tật đã có thể đi lại thuận lợi hơn nhờ vào những đôi chân được trao tặng. Dân, chúng tôi muốn nói đến những chiếc xe lăn, xe lắc được trao gửi từ các nhà hảo tâm. Bằng nhiều hình thức vận động, thời gian qua, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin đã tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kịp thời hỗ trợ phương tiện giúp người khuyết tật di chuyển dễ dàng hơn. Ghi nhận của các phóng viên thời sự tại huyện Thủ Thừa. Sau tai biến từ một người lao động khỏe mạnh, ông Lê Văn Xuân, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa bị liệt cả hai chân. Hơn 7 năm nay, mọi sinh hoạt của ông đều phải trông chờ hoàn toàn vào người vợ. vốn hoàn cảnh gia đình đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Tháng 9 vừa qua, niềm vui nho nhỏ đến với gia đình ông Xuân khi ông nhận được chiếc xa lăng từ các nhà hảo tâm. Tôi chỉ có hai vợ chồng già thôi. Với lúc trước đi khó khăn lắm đi không được đâu nhà có này rồi tôi vệ sinh được tôi đi tới đi lui rồi đẩy tới đẩy lui được vệ sinh được tự do chứ đó không có đâu nằm tại chỗ không à từ khi được hỗ trợ xe lăn đã giúp cho chị Nguyễn Thị Nga, xã Bình An, huyện Thủ Thừa thuận tiện hơn trong việc đi lại, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người thân. Đặc biệt là chồng chị có thời gian đi làm để kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình. Hoàn cảnh của em Nga này nó rất bấp bênh lắm. Con thì đang đi học, còn cha nó thì đi làm kiếm tiền để nuôi cho hai mẹ con nó rồi cái thời gian cái nó nó bệnh nay cũng được bốn năm năm rồi này có cái xe lăn rồi cái em nó được khỏe mạnh rồi cái đỡ cho con với chồng chồng nó còn đi làm kiếm tiền để sinh hoạt gia đình con nó còn đi học Toàn quyện Thủ Thừa có khoảng 1.260 người khuyết tật. Trung bình mỗi năm, quyện hội vận động trao tặng khoảng 50 chiếc xe lăn xe lắc cho người khuyết tật trên địa bàn. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng những chiếc xe lăn xe lắc giống như đôi chân thứ hai giúp người khuyết tật có thêm động lực phấn đấu dương lên trong cuộc sống. Từ đầu năm cái này cô được à, 22 chiếc xe lăn rồi. Còn riêng trong tháng 10 thì được 10 chiếc. Cô mới vừa cho xong. Đó. Thì khi mà có những cái xe lăn này tới, bà con họ rất là mừng để giúp họ trong cái sinh hoạt hàng ngày đó, ừ. thì ngoài cho xe lăn thì mình cũng tặng quà họ nữa, ừ. rồi cũng tặng tiền, rồi tặng quà thì gạo mì nhu yếu phẩm để giúp cho cái đời sống họ bớt khó khăn, ừ. họ vui vẻ để họ hòa nhập vào cộng đồng bớt cái mặt cảm tự ti chung tay giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng cũng như góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội. Hy vọng rằng công tác vận động của các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trong quyện tiếp tục phát huy sẽ có thêm nhiều chiếc xe lăn xe lắc nghĩa tình được trao tặng đáp ứng nhu cầu di chuyển mưu sinh cho người khuyết tật. Quỹ ban nhân dân tỉnh Hà Giang vừa có quyết định phê duyệt đề án thu phí tham quan công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn và giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đề án đã phê duyệt. Cụ thể, theo đề án, đối tượng thu phí là khách du lịch đến dùng công viên địa chất bao gồm tất cả các loại hình du lịch. Mức thu phí đề xuất là người lớn 30.000 đồng một người một đêm, trẻ em 15.000 đồng một người một đêm. Theo ước tính, năm 2024, lượng khách vào công viên địa chất có thể thu phí là hơn 1,7 triệu người, dự kiến thu được khoảng 48 tỷ đồng. Về phương án sử dụng, chi cho đơn vị tổ chức quản lý thu phí 20%, chi cho đơn vị trực tiếp thu phí 20%, nguồn thu còn lại 60% nộp ngân sách nhà nước và sẽ bố trí cho các nhiệm vụ bảo tồn, bảo vệ và phát quyền các giá trị công viên địa chất. Trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại giải Gaza vẫn chưa tiến triển, hôm qua, cộng đồng quốc tế tiếp tục tìm cách để nhanh các hoạt động cứu trợ dân thường và chữa trị cho người bị thương. Bên lề hội nghị về trí tuệ nhân tạo tại Anh, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã nhất trí cần tăng cường quy mô diện trợ nhân đạo cho Gaza, Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý cần phải khôi phục những nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài giải quyết xung đột. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi lập hai quỹ riêng rẻ trị giá 50 triệu đô la Mỹ và 10,4 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ ứng phó với y tế tại Gaza và Liban, nơi căng thẳng với Israel đang leo thang. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo rằng việc cưỡng ép sơ tán các bệnh viện tại giải Gaza có thể gây nguy hiểm cho hàng trăm bệnh nhân. Trong khi đó, quân đội Israel ngày 2 tháng 11 cho biết sẵn sàng nới lỏng lệnh cấm dẫn nhiên liệu vào giải Gaza sau khi các bệnh viện tại đây báo động về việc thiếu nguồn cung cấp điện cho các hoạt động chữa bệnh. Hôm qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã nhất trí thông qua nghị quyết phản đối việc Mỹ áp đặt lệnh bao dây cấm dẫn việc kinh tế và thương mại chống Cuba. Nghị quyết được thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo là 187 phiếu, một phiếu trắng và hai phiếu chống. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quan ngại trước thực tế rằng lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba vẫn còn hiệu lực, mặc dù từ năm 1992 Liên Hợp Quốc luôn thông qua các nghị quyết liên quan. Liên Hợp Quốc cũng quan ngại những ảnh hưởng tiêu cực từ lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt từ năm 1960 đối với người dân Cuba và công dân Cuba sống tại các quốc gia khác. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một lần nữa kêu gọi tất cả các nước không ban hành và áp dụng các biện pháp bao dây cấm vận như vậy về phần mình đại diện phái đoàn Mỹ Bon Fomsby nói rằng Mỹ thừa nhận những thách thức mà người dân Cuba phải đối mặt lý giải rằng lệnh trừng phạt của nước này cũng bao gồm các điều khoản miễn trừ liên quan tới mặt hàng thực phẩm thuốc men và hàng hóa nhân đạo khác hôm qua Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đã ban bố một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn chưa có lối thoát Cụ thể, gói trừng phạt mới nhắm đến dự án khí đốt Arctic LNG 2 và nhiều cá nhân thực thể khác. Washington cũng đưa vào danh sách đen nhiều công ty của Nga với cáo buộc cung cấp máy bay không người lái cho quân đội nước này. Bên cạnh đó, bộ trên cũng công bố bốn giấy phép chung liên quan đến Nga cho phép công dân Mỹ tham gia hoạt động được mô tả trong giấy phép mà không cần áp một lệnh trừng phạt cụ thể trong phản ứng cùng ngày hãng thông tấn tass dẫn lời người phát ngôn điện remly khẳng định nền kinh tế nga sẽ thích ứng tốt với các điều kiện này nga cũng cảnh báo các lệnh trừng phạt sẽ gây tác hại cho các quốc gia phương tây nhiều hơn đối với moscow Quỹ ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh hôm qua đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất 5,25%, đồng thời cho rằng vẫn cần thắt chặt chính sách tiền tệ trong một thời gian, bất chấp triển vọng kinh tế ảm đạm. Như vậy, đây là lần thứ hai Ngân hàng Trung ương Anh quyết định duy trì mức lãi suất cao kỷ lục trong vòng 15 năm qua. Động thái này cho thấy Quỹ ban chính sách tiền tệ Anh tiếp tục kiểm soát lạm phát bằng cách giữ chi phí dây ở mức cao hiện nay cho đến khi lạm phát giảm xuống mức mục, mục tiêu là 2%. Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Anh, lạm phát tại nước này sẽ chỉ giảm xuống dưới mức mục tiêu 2% vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, Ngân hàng này cũng cảnh báo lạm phát vẫn có nguy cơ tăng với xung đột leo thang tại Trung Đông có thể đẩy giá năng lượng lên cao, trong khi tăng trưởng kinh tế Anh trong trung hạn sẽ dẫn ở dưới mức trung bình. Ngày 2 tháng 11, Nhật Bản đã bắt đầu đợt 3 xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra Thái Bình Dương. Công ty điện lực Tokyo vận hành nhà máy Fukushima số 1 cho biết, trong đợt 3 dự kiến kéo dài đến ngày 20 tháng 11, mỗi ngày công ty sẽ xả khoảng 460 tấn nước thải đã qua xử lý ra dùng biển cách bờ khoảng 1 km bằng một đường hầm dưới biển. Theo kế hoạch, công ty điện lực Tokyo sẽ xả gần 31.200 tấn nước đã qua xử lý phóng xạ theo 4 giai đoạn hoàn tất trong tài khoá hiện nay, tức là đến hết tháng 3 năm 2024. Đây là lượng nước được dùng để làm mát thanh nhiên liệu hạt nhân, hòa lẫn với nước mưa và nước ngầm, nhưng đã qua xử lý để đảm bảo an toàn.